Xin chào vị trả lời chương trình trực chuyện TV. Thì chúng ta thấy là cái quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc thì trong những năm gần đây hết sức là căng thẳng, và bây giờ gần như là đạt tới một cái đỉnh điểm mới nữa rồi. Đó là cái sự kiện mà ngày hôm qua, tức là ngày 21 tháng 7 năm 2020, thì ở phía chính quyền Hoa Kỳ, mà cụ thể là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, đã coi như là đưa ra một cái lệnh để mà đóng cửa một cái lãnh sự quán của Trung Quốc ở tại một cái thành phố Houston. Thì chúng ta biết là cái thành phố Houston là một trong là thành phố mà lớn thứ tư của Hoa Kỳ. Cái nơi đây thì có cái mức độ làm ăn với kinh tế của Trung Quốc rất là lớn. Và cái người phát ngôn của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đó, hôm qua cũng đã có nói rằng là chúng tôi chỉ đạo để mà đóng cửa cái tổng lãnh sự quán của Trung Quốc ở Houston để mà bảo vệ cái sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ. Thì những cái phần nội dung mà nói thì nó thấy là rất là ngắn tắt. Thấy cái kiểu là chỉ nói về cái vấn đề mà sở hữu trí tuệ, là bảo vệ các cái tài sản của người dân Hoa Kỳ, và cũng như những cái thông tin cá nhân của người dân Hoa Kỳ có thể là bị coi như là bị mất đi. Thì cho nên là cái người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đó là cái bà Morgan Ortagus đã nói cho các phóng viên là bà ta cho rằng là cái công ước viên các nhà ngoại giao phải tôn trọng các cái quy định của luật pháp, tức là thông theo cái luật mà gọi là công pháp quốc tế. Thì đối với các cái quan hệ ngoại giao của các nước thì họ có những cái giới hạn, thì các cái lãnh sự hay đại sứ gì nữa lập ở một cái đất nước khác thì cái phạm vi hoạt động nó như thế nào, người ta có những cái giới hạn và có những cái quy định rất là rõ ràng, không được can thiệp vào chuyện này, không được can thiệp chuyện kia, hoặc là lợi dụng cái vị thế của mình để mà xâm phạm, hoặc là có mưu đồ chính trị hay là mưu đồ làm cái gì đó đối tác động đối với cái chính trị ở trong cái nước đó thì cũng có thể là bị coi như là cái vi phạm. Và bà Ortagus cũng có nói thêm là Mỹ sẽ không dung thứ cho Trung Quốc vì các hành vi vi phạm chủ quyền và đe dọa người dân của chúng tôi. Chúng tôi không dung thứ cho các hành vi thương mại không công bằng, trộm cắp là việc làm của người Mỹ, và các hành vi nghiêm trọng khác của Trung Quốc. Thì đây là một cái điều mà hết sức là thẳng thắn, có thể nói là chỉ thẳng vào. Thì trong cái nội dung này đó thì chúng ta thấy nó nổi lên rất là nhiều thứ. Và trong cái thời gian vừa qua đó, có cái điều là nhiều người họ nói đó là ở phía bên Trung Quốc đó, họ vi phạm cái việc mà đe dọa, là cái đe dọa gì, đe dọa những cái người Mỹ mà gốc Trung Quốc khi mà họ về Trung Quốc họ làm ăn, hoặc là họ có cái vấn đề gì đó thì bị chính quyền Trung Quốc đe dọa trở lại, tức nghĩa là người Mỹ gốc Trung Quốc đó rất là nguy hiểm. Chính vì cái điều này bây giờ chính quyền của Hoa Kỳ họ muốn bảo vệ những người đó, họ nói là Trung Quốc không có được làm cái việc mà ví dụ đe dọa người ta, phải yêu cầu người ta phải yêu nước như thế này kia, hoặc là cống hiến cho đất nước như thế này thế kia, hoặc là tiếp tay với chính quyền của Trung Quốc để mà làm cái cầu nối theo cái kiểu là để đi sâu vào cái lĩnh vực giống như á là tình báo chẳng hạn, hoặc là thu thập các cái thông tin gì đó để cung cấp cho nhà nước Trung Quốc, làm lợi cho nhà nước Trung Quốc, và nếu mà không làm thì sẽ bị đe dọa cái này cái kia cái nọ đủ thứ chuyện hết. Thì có đã có nhiều người mà Mỹ mà gốc Trung Quốc họ đã tố cáo rồi, và chính hàng loạt những cái vấn đề đó đó nó tạo ra một cái sự thu thập thông tin. Và thật ra thì chúng ta thấy là đây là cũng cái dịp có thể nói như là một cái ly nước mà nó bị tràn thôi, chứ những cái thông tin, những cái tài liệu, tất cả những cái gì là nước Mỹ họ có hết, đó đều là họ bung ra lúc nào thôi. Và cũng nhắc lại về cái vấn đề mà thương mại không công bằng. Thương mại không công bằng thì chúng ta đã hiểu rồi, cái cán cân mậu dịch đối với Hoa Kỳ đã rất là chênh lệch với nhau, chính vì cái điều đó đã đẩy cái cuộc chiến thương mại lên đỉnh điểm. Và chúng ta thấy là có hai cái coi như là dự định, là hai cái cuộc gọi là hợp cái thỏa thuận giai đoạn 1, giai đoạn 2 gì đó đối với Hoa Kỳ, nhưng mà cuối cùng thì bây giờ hai cái đó cũng là coi như là đổ vỡ rồi. Giai đoạn 1 thì coi như là xong nhưng mà không thực hiện được, thì cũng coi như là không không có luôn. Và tới đây nữa đó thì ở Hoa Kỳ họ muốn là có cái làn sóng là tố, bởi bởi vì tố Trung Quốc là trộm cắp các việc làm của người Mỹ. Nhiều cái hãng xưởng của Hoa Kỳ đã đầu tư vào cái đất nước của Trung Quốc, đã tạo việc làm ở Trung Quốc, chính vì cái điều đó làm cho người dân ở Hoa Kỳ họ không còn việc làm.
Bây giờ thì chính quyền Trung của ông Tổng thống Donald Trump muốn kéo vác cái việc làm đó về. Do đó là cái sự phát ngôn của bà gọi là Ortegas, chúng ta thấy rất là rõ, nói các cái ý như thế này, và bây giờ cái chuyện đó không thể nào mà duy trì được nữa, không thể mà tiếp tục kéo dài hơn nữa, và kể cả các hành vi nghiêm trọng khác nữa. Thì những hành vi nghiêm trọng khác là những hành vi như thế nào? Thì chúng ta thấy là điểm qua một số các cái tin tức trên báo chí ngày hôm nay thì mới thấy rằng thí dụ như sáng nay đó, ngày 23 tháng 7 năm 2020, thì ở Hoa Kỳ là giới chức của Hoa Kỳ, đó là cụ thể là cái ông trợ lý ngoại trưởng phụ trách về cái Đông Á và Thái Bình Dương, đó là ông David Stilwell, ông ta cũng đã có một cái phát biểu và nói nhấn mạnh vào cái vấn đề nói rằng cái việc mà Tổng lãnh sự quán của Trung Quốc tại Houston là một trung tâm tình báo của quân đội nước này. Đây là một cái điều nói mà có thể nó nói thẳng rồi đó. Cụ thể là ông nói là quân đội của Trung Quốc đã gửi sinh viên cả công khai lẫn bí mật tới các trường đại học của Mỹ để nghiên cứu những thứ có thể thúc đẩy lợi thế chiến tranh của họ. Thì ông Stilwell làm trợ lý ngoại trưởng và trả lời trong cuộc phỏng vấn với New York Times ngày 22 tháng 7, ông ta đã nói như thế. Thì những cái cáo buộc tổng lãnh sự của Trung Quốc tại Houston và các nhà ngoại giao của Trung Quốc tại đây gần đây tham gia được hoạt động rất là đáng ngờ ở cái khu vực gọi là sân bay quốc tế Houston. Đây là nơi mà họ đưa các cái công dân của Trung Quốc lên các cái chuyến bay hồi hương giữa cái đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Thì tất cả những cái động thái, tất cả những cái vấn đề gì của Trung Quốc họ làm ở các cái tổng lãnh sự hay làm các cái cơ quan ngoại giao thì dĩ nhiên là người Trung Quốc, người Mỹ họ nghiên cứu rất là kỹ, họ có theo dõi và họ có đánh giá và thu thập các cái thông tin. Và trước cái việc mà ra lệnh đó, yêu cầu 72 tiếng đồng hồ là cái tổng lãnh sự này phải đóng. Và sau đó thì chúng ta thấy là cái sự kiện tối hôm qua là theo cái giờ của ở phía bên thành phố Houston, đã người dân họ đã thấy ở trong cái khu nhà ở đó người ta có khói lên, và cái khói đó đã được mà các cái máy bay trực thăng hay là những cái quay được và họ xác định rằng có thể là có họ nghe được luôn đó, là những người dân họ nghe được cái mùi khét giống như là bị đốt giấy á. Thì có thể đây là cái việc mà Trung Quốc họ đốt bớt các cái tài liệu của họ trước khi mà họ đóng cửa hoàn toàn cái thực hiện cái lệnh mà gọi là đóng cửa của phía bên Hoa Mỹ họ yêu cầu. Thì những cái tài liệu đó là tài liệu gì? Người ta nói rằng có thể là có rất nhiều các cái tài liệu mật mà liên quan đến những cái vấn đề mà Mỹ họ cáo buộc. Thì rõ ràng là theo cái quy định của công pháp quốc tế thì cái nơi ở của lãnh sự đó, đó là cái lãnh thổ, giống như là mình hiểu cái đó là cái lãnh thổ của phía cái chính quyền Trung Quốc đi, cho nên là người mà cảnh sát phòng cháy chữa cháy, ngay cả các cái cảnh sát viên đi nữa, hay thậm chí là lực lượng nào đi, họ đến đó họ cũng không có được quyền bước vào bên trong, cho nên là cái việc mà bước vào bên trong giống như là việc xâm lược vậy đó, giống như là việc mà tuyên chiến vậy. Do đó là các cái nhân viên chữa cháy tôi thấy những cái hình ảnh nó hoàn toàn đứng ở bên ngoài để mình nhìn thôi, nhìn thì cái khói nó bốc lên như thế đó. Nhưng mà chính vì cái việc mà đốt khói như vậy đó cũng làm cho người Mỹ họ lo ngại thêm, bởi vì có thể là xảy ra những cái hỏa hoạn, và những hỏa hoạn như thế thì nó lại xâm phạm vào các cái tài sản của người dân Hoa Kỳ, Hoa Kỳ lại có thêm những cái cớ để mà bảo vệ cho các tài sản nữa. Thì rất là hôm nay thì tin tức đóng cửa này đó nó đã lan tràn tới tất cả các cái mặt báo, từ báo chí ở trong nước đến các cái báo chí ở Hoa Kỳ, các cái đài TV cũng nói rất là nhiều, họ nói về cái việc mà thì dĩ nhiên là ở bên phía bên đảng Dân Chủ đó, những người mà ủng hộ bên đảng bên ông Tổng thống Donald Trump thì họ nói rằng là lần này có lẽ là quyết liệt, là ông Trump đánh Trung Quốc rất là triệt để, nhưng mà ở bên đảng Dân Chủ thì họ nói là có lẽ là làm để mà giống như biểu diễn thôi, cuối cùng thì cũng không đã đi đến đâu, theo kiểu là hai bên cùng diễn với nhau trước bầu cử các thứ này kia nọ. Thì họ muốn nói gì họ nói thì chúng ta không không có bàn sâu về những cái vấn đề đó, vấn đề đó là một cái mảng riêng. Tuy nhiên đó thì cái nguồn gốc chính của cái vấn đề này đó là cái gì,
Nhiều cái thông tin nó cho thấy rằng đó ở Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ thì chỉ nói rằng nhằm bảo vệ các cái sở hữu tài sản thôi, đây có kiểu là sở hữu trí tuệ, nhưng mà những sở hữu đó là những sở hữu gì, cái vấn đề tức là có những cái thông tin cho thấy rằng là bởi vì trong cái thời điểm như hiện nay Hoa Kỳ đang nghiên cứu về COVID-19 và cái việc mà nghiên cứu đó đã được các thành công rồi, chính phủ ông Tổng thống Donald Trump hiện giờ thì tung thêm những cái tiền nữa, có thể là rót cho các cái quỹ cho hai cái công ty lớn nhất của Hoa Kỳ nghiên cứu về cái vaccine đó đã thành công, và mỗi một cái công ty có thể lên tới hơn 1 tỷ Mỹ kim để mà đặt hàng mua hai cái lô gọi là vaccine là cho những cái lần tới, và cái lô hàng nữa có thể lên tới là ba ba 400 triệu cái liều thuốc. Và cái việc mà làm đó nó đã tạo ra cái giá trị ở trên các cái gọi là trong cái thị trường chứng khoán do hai cái doanh nghiệp này rất là nhiều rồi. Thì thật ra đó không phải hai cái doanh nghiệp đó không, nên rất là nhiều các cái doanh nghiệp của thuốc men của Hoa Kỳ đó đã lao vào để mà nghiên cứu và đạt thành quả rất là cao. Và Trung Quốc đó bị cáo buộc rằng là đã có những cái hacker đó để mà dùng vào cái việc tấn công các cái mạng lưới thông tin, hay nói đúng hơn là đưa cái lực lượng tin tặc để mà tấn công các cái phòng thí nghiệm nghiên cứu về vaccine. Thì những cái việc đó có hay không thì rõ ràng là Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ hôm thứ Ba cũng đã có đưa ra là cái cáo buộc rất là rõ và nói rằng các cái hacker là do Trung Quốc họ tài trợ, và hai cái công dân của Trung Quốc là bị cáo buộc đã làm gián điệp để mà theo dõi các cái công ty nghiên cứu của Mỹ và nhận được sự hỗ trợ của các nhân viên tình báo nhà nước về các cái vụ việc mà lấy cắp thông tin. Thì tất cả những cái vấn đề đó đó, anh dĩ nhiên là tới đây chúng ta sẽ thấy chứng cứ. Nếu như mà người Mỹ họ cáo buộc, Bộ Tư pháp mà họ cáo buộc thì rõ ràng là họ phải dựa trên các cái cơ sở này, cơ sở kia. Thì hồi trước tới giờ đây không phải là lần đầu tiên mà Mỹ tố cáo Trung Quốc, cáo buộc Trung Quốc về cái việc mà lấy cắp các cái sở hữu trí tuệ, những cái sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ trong cái việc mà nghiên cứu tất cả các thứ luôn, về hàng không, hàng hải, về cái bí mật thương mại, về tất cả các cái vấn đề đều bị Trung Quốc họ lấy cắp. Có những cái mặt hàng, hay nói đúng hơn là những cái mẫu mã đó, mà thậm chí trong lĩnh vực máy bay luôn nữa, kể cả máy bay chiến đấu đi nữa, kể cả các vũ khí tối tân của Hoa Kỳ đi nữa, khi mà Hoa Kỳ đang còn ấp ủ là chưa được duyệt nữa, chưa thông qua luôn để mà sản xuất nữa, nhưng mà cuối cùng thì thấy Trung Quốc gần như là họ bung ra cái mặt hàng trước cả Hoa Kỳ, và với cái kiểu dáng hay là cái cách thức, cái tính năng của nó cũng giống giống như là cái bản vẽ của Hoa Kỳ. Khi đó mà Hoa Kỳ mới ngớ ngẩn ra thì có nó cũng đã là coi như là đã biết được nó cái thực hư như thế nào rồi. Thì Trung Quốc họ lợi dụng vào cái chính sách của Hoa Kỳ á, cái chính sách mà quản lý nhà nước của Hoa Kỳ nó rất là lỏng lẻo cái kiểu là bởi vì nó đụng chạm vào những cái vấn đề nhân quyền, dân chủ, rồi họ mở rộng cho sinh viên của thế giới các thứ. Trung Quốc họ lợi dụng vào cái chính sách đó, họ đưa những cái người mà bây giờ đó là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ nói rằng những người đó đó là do cái quân lực của Trung Quốc họ đào tạo, và họ muốn cài cắm vào tất cả các cái ngành nghề, hay là từ việc đi làm, hay từ việc du học, rồi từ ở bên Hoa Kỳ, để là cuối cùng họ đi tìm hiểu cái này cái kia cái nọ. Thì cái lịch sử mà giao quan hệ với Trung Quốc trong mấy chục năm vừa qua có rất là nhiều các cái vụ án, trong đó người Trung Quốc hay là người Mỹ làm việc cho Trung Quốc, hoặc là bán đứng cái nước Mỹ cho Trung Quốc theo cái kiểu là buôn bán các cái tài liệu bí mật trong một số những cái lĩnh vực nào, đến đổi những cái lĩnh vực bí mật về quốc phòng đi nữa mà chúng ta cũng đã thấy. Nhưng mà cái bản án của Hoa Kỳ về việc mà xử phạt, những cái hình phạt đó đó nó cũng khá nhẹ, nói chung là cũng chỉ vài năm, vài chục năm, người ta không có sợ. Và những người mà họ yêu nước, cái kiểu mà họ liều thân cho cái phía bên Trung Quốc á, họ có chết họ cũng sợ đâu, họ cũng cố gắng họ làm. Bởi vì những cái tài sản đó đó, những cái vấn đề mà nghiên cứu đó ở Hoa Kỳ họ có những cái bệ sẵn rồi, họ có những cái nền tảng, và với sự nghiên cứu của họ là
Có rất là nhiều cái công trình nó hỗ trợ cho nên là họ mới làm trong cái thời gian ngắn được, chứ ở Trung Quốc có khi là họ không thể nào họ làm được, đừng có nói chi mà thời gian dài họ không thể họ làm được luôn. Nhưng mà họ theo cái kiểu là đi tắt đón đầu, theo cái kiểu là luôn manh côn đồ, theo cái kiểu là họ muốn làm tay không bắt cướp. Và bây giờ thì cái bùng nổ thông tin, cái mạng lưới viễn thông nó cứ trôi nổi ở trên đó, và Trung Quốc họ phải nói là họ đã biết là cái cách, thì thật ra là những cái kẻ ăn cắp đó, nó rất là khôn. Mặc dù là chúng ta có xây tường, xây nhà, xây cửa hay là lâu đài như đào hầm, đào hố gì nữa, thì nó đã muốn đột nhập thì nó tìm mọi cách thôi. Nó đào hầm, đào hố, nó đơm làm đủ chuyện hết. Và trên cái mạng lưới viễn thông cũng như thế, Trung Quốc được cho là họ đi đầu trong cái việc đó, họ đổ tiền vào rất nhiều để mà nghiên cứu nó, để mà tìm cách để mà đột phá, bẻ gãy tất cả các cái tường này tường kia, hay là bẻ khóa vào các cái doanh nghiệp của Trung Quốc. Chúng ta mạnh miệng nói những cái điều này bởi vì nó có những cái chứng cứ, nó có rất là nhiều các cái vụ án, và nhiều cái doanh nghiệp của Trung Quốc họ cũng đứng lên họ tố cáo, họ họ là cái bị hại, họ là nạn nhân trong cái chính sách của Trung Quốc. Nhất là một số những cái hãng đầu tư làm ăn ở bên Trung Quốc đã bị các cái công nhân bản địa Trung Quốc họ ăn cắp những cái tài sản đó, ăn cắp những cái sở hữu đó, đi ra bên ngoài mở những cái hãng xưởng khác hoặc là những cái cơ sở khác. Rồi họ lấy đi các cái mẫu, họ vi phạm hàng loạt các cái thứ. Và cái doanh nhân của Trung Quốc bị ép ngay tại chính lãnh thổ của phía bên Trung Quốc. Tức là doanh nhân của Mỹ khi đầu tư của Trung Quốc bị ép. Chúng ta thấy là cái việc mà bắt buộc phải chuyển giao các cái công nghệ trước thời hạn hoặc là rút ngắn rồi rồi ép thuế, ép này, ép đủ thứ chuyện hết. Và đã rất là lâu rồi, nước Mỹ cũng đã lên án về cái việc này từ cái thời khoảng chừng mười mấy năm gì. Tuy nhiên những cái tổng thống của các cái nhiệm kỳ trước á, chỉ là ầu ơ với dầu theo cái kiểu là nói cho vui thôi, kiểu là tha dầu cù lòa. Đối với Trung Quốc họ không có sợ, họ không có cảm thấy rằng á, là họ đáng ngại, và họ cứ thực hiện các chính sách đó. Và chính vì họ thực hiện các cái chính sách đó đó, đó lại là một cái điều hại khác. Họ một cái điều hại khác là nó mở ra cho cái thế giới thấy, và những cái nước mà bị lệ thuộc Trung Quốc hoặc là những nước mà họ làm tôi tớ cho Trung Quốc đó, họ lại tôn sùng cái chủ nghĩa của Trung Quốc và họ nêu cao vấn đề là đường lối của Trung Quốc. Cái đó mà là cái hại. Thì bây giờ người ta nói là cái thế giới gần như là đơn cực, nhưng mà thật ra nó không phải đơn cực. Mà nếu nói rằng nó sự một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai phe như hồi trước đó, hồi phe xã hội chủ nghĩa với phe mà tư bản chủ nghĩa, theo kiểu đối đầu hai cái cường quốc đứng đầu là Trung Quốc là Mỹ với Liên Xô, thì bây giờ không phải như thế nữa, mà bây giờ là giữa Mỹ với Trung Quốc, mà cũng không không có rõ ràng là hai cái chủ nghĩa nữa, mà rõ ràng là hai cái đường lối quản lý. Cái đường lối quản lý của Trung Quốc họ cũng không nói họ theo cái chủ nghĩa Mác Lênin, mà họ đi theo cái chủ nghĩa Mác Mao. Mà thật ra bây giờ cũng không phải Mác Mao nữa, ông Tập Cận Bình muốn nói rằng một cái chủ nghĩa riêng, mà ông không phải là dùng cái từ chủ nghĩa riêng, mà ông nói là cái tư tưởng, và ông thể hiện rằng đó bản thân mình đã xây dựng thêm một cái đường lối kinh tế Trung Quốc, một cái mô hình Trung Quốc. Chính vì cái mô hình này đó mà đi rao giảng ra bên ngoài mới là cái đáng ngại. Họ vi phạm hàng loạt những cái nguyên tắc mà ở phía bên cái khối tự do họ đã làm ăn cả trăm năm nay, và nó đã thành công, nó đã đưa tất cả những cái nước mà phát triển đó đi theo những cái guồng máy mà họ tôn trọng các cái sự thật, tôn trọng về cái chữ tín, cũng như là đảm bảo các cái luật chơi rất là rõ ràng. Nhưng mà Trung Quốc họ ỷ các cái thế mạnh của họ về, lúc đầu thì họ cung cấp hàng quá giá rẻ, họ có cái nhân công nhiều, cái thị trường Trung Quốc quá lớn, cái thị trường Trung Quốc quá lớn đã làm cho cái sự thu hút của các cái doanh nghiệp của Hoa Kỳ đó họ bị lệ thuộc. Chúng ta đã thấy trong hồi năm trước đây, tức là hồi năm 2018, có khoảng chừng một chục cái hãng rất là lớn của Hoa Kỳ, trong đó đa phần là những cái hãng mà coi như là may mặc, hay là những cái mà hãng thời trang, hay thậm chí là những cái hãng nghiên cứu về các cái máy móc các thứ này kia nọ, đặt hàng ở bên Trung Quốc, bán hàng ở bên Trung Quốc. Chỉ có một cái áo thôi, nhiều khi là chỉ có dấu hiệu đối với cái Tây Tạng hay là Tân Cương hay là vấn đề Hồng Kông này kia cái nọ, về cái vấn đề biểu tình các thứ này kia nọ thôi, dấu hiệu mà bình thường thôi, cũng bị Trung Quốc họ lên án và họ tẩy chay. Và các cái doanh nghiệp đó họ phải thay đổi, họ thay đổi rất là nhiều, kể cả các cái mẫu quảng cáo đi nữa.
hay là cái việc mà liên quan cái vấn đề gì mà ở Trung Quốc họ nói rằng họ nhạy cảm, họ sẵn sàng họ lên tiếng và họ ép buộc để mà phải phải khước từ, thì có công bằng hay không? Tất cả các cái doanh nghiệp của Hoa Kỳ đó, thí dụ như trong cái mạng lưới viễn thông đi, chúng ta thấy là kể cả Facebook hay kể cả Google hay là Yahoo, là bao nhiêu những cái mạng này bạn kia, rồi eBay hay là ở bên YouTube các thứ cũng không có mà rộng rãi đối với ở trên thứ nước Trung Quốc. Họ xây dựng một cái cách làm riêng của họ, cái cách chơi riêng của họ, và họ tạo ra các cái tường lửa để mà ngăn chặn tất cả những cái sản phẩm của Hoa Kỳ đến đó. Nhưng mà họ lại mở rộng cái sản phẩm của họ Hoa Kỳ. Ví dụ như chúng ta thấy là trong các cái gọi là các ứng dụng đó ở trên cái mạng viễn thông đó, bây giờ Trung Quốc họ tác động rất là nhiều, và họ cài cắm vào, họ gài vào các cái mật, mắt cái mã mà gọi là tình báo, và cái đất nước Hoa Kỳ đó bị người dân Hoa Kỳ họ lên án rất là nhiều rồi, họ đã tố cáo rồi, họ nói là cái làn sóng đỏ, họ nói là nước Trung Quốc họ đang tấn công Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải tỉnh táo lại, Hoa Kỳ sẽ bán dần cho Trung Quốc, rồi theo cái kiểu là cái chính sách của Hoa Kỳ đó nó quá nhân đạo hay là nó quá dân chủ đi, không có kiểm soát con người ta theo cái kiểu là phải chia ra các cái lý lịch như thế nào, xét đoán ra làm sao, ngăn chặn cái chỗ nào chứ, chứ để mà tràn lan như thế này thì rõ ràng là trước sau gì Hoa Kỳ cũng sẽ mất, Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn bị Trung Quốc họ họ họ, họ tước đoạt hết. Thì đó là một số những cái ý kiến. Thì chúng ta trở lại cái việc mà đốt giấy hay nói chung là cái hoạt động của các cái lãnh sự của Trung Quốc đó, thì họ đã đi quá trớn. Thì nếu như họ ở đây mà có cái chứng cứ đó mà xác định là các cái nhân viên lãnh sự của Trung Quốc họ tiếp xúc, họ tài trợ hoặc là họ có những cái tài liệu gì đó họ chuyển qua cho một số những cái nhân viên hay là cái người của Trung Quốc để mà làm những cái điều gì đó tác động ở nước Mỹ, hoặc là thì đó là cái điều mà chúng ta cũng đã hiểu rồi, rất là quan ngại. Thì cái điều này đó cho thấy rằng tất cả các cái đại sứ hay là các cái văn phòng mà ngoại giao của các nước khi mà đặt một cái nước khác, họ chỉ làm mà theo cái nguyên tắc là bảo vệ cho cái công dân gốc của họ thôi, ở cái đất nước đó thôi, và một số cái vấn đề ngoại giao khác theo cái kiểu thông thường, theo cái kiểu là có thỏa thuận và có cái định chế quy định riêng của cái luật pháp, gọi là cái công pháp quốc tế. Còn nếu ở tại Hoa Kỳ phải theo cái luật pháp Hoa Kỳ, nếu ở Việt Nam phải theo luật pháp Việt Nam, ở Trung Quốc phải theo luật pháp Trung Quốc nữa, chứ không thể nào mà làm lung tung như thế. Và cái việc mà đóng cửa ngay lập tức đó là nó thể hiện một cái thái độ rất là quyết liệt, chưa bao giờ mà làm như thế. Thường thì người ta cũng cái kiểu cũng nhắc nhở trước, hoặc là cũng phải là tố cáo như thế này như kia thôi, hoặc là gửi công hàm, hoặc làm lung tung hết, nhưng mà không có. Ở đây thì Hoa Kỳ rõ ràng là làm ngay lập tức luôn. Và cái việc mà làm ngay lập tức như thế này đó, thì Trung Quốc họ cũng nói là họ sẽ trả đũa, và không biết là Trung Quốc họ trả đũa như thế nào. Hiện giờ thì quan hệ giữa việc coi như là việc coi nếu Mỹ đối với Bắc Kinh thì rất là thấp rồi, thấp nhất trong rất là nhiều năm qua, có thể nói mấy chục năm qua, thì đây là cái thời điểm nó nằm ở dưới đáy rồi. Và chỉ còn cận kề có 3 tháng nữa là cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ đã diễn ra, và nước ông chính quyền của Tổng thống Donald Trump nói ngay bản thân ông ta thì nó tố cáo Trung Quốc á, là lợi dụng cái Covid-19 này để mà làm hại cho nước Mỹ, làm hại cho cái chiến dịch của ông ta là trong cái việc bầu cử, và Trung Quốc phải chịu cái trách nhiệm về cái dịch Covid-19 này vì đưa ra những cái thông tin rất là sai lạc. Nó có cái một cái ý đồ rõ ràng để mà muốn đưa ông Trump ra khỏi cái vị trí đó. Và chúng ta thấy là hàng loạt những cái chỉ trích hay hàng loạt những cái động thái từ cái hồ sơ trong cái vấn đề làm ăn kinh tế, hay là ngay cả cái hồ sơ Biển Đông, hay là tất cả những cái vấn đề khác, thì ông Trump có thể nói là một cái trở thành một cái ác nhân đối với Trung Quốc, hay là đổi thành một cái kẻ thù lớn nhất của Trung Quốc, mà Trung Quốc họ muốn là trong cái dịp bầu cử này họ tập trung toàn bộ các sức lực để mà ủng hộ bên cái chính sách của đảng Dân Chủ và muốn lật đổ ông Tổng thống Trump. Chứ ông Tổng thống Trump mà tiếp tục thêm 3 coi như là nhiệm kỳ thứ hai nữa, và 4 năm nữa, thì rất có thể là ông Trump sẽ thực hiện các hình phạt rất là nặng hơn.
Thì cái điều đó là chúng ta cũng đã hiểu rồi, ông ta đã bị áp lực rất là nhiều, và bây giờ cái áp lực ở trong nước, áp lực ở bên ngoài, rồi Trung Quốc họ quấy rối rất là dữ nữa, thì cái dáng bài bây giờ có thể nói là nó lật ngửa ra, nó không có còn mà giấu rút gì hết, từ cái hồ sơ Hồng Kông, từ hồ sơ của Đài Loan, tới Biển Đông, tới tất cả các vấn đề, thì ông Trump phải lo đủ thứ chuyện hết, lo trong nước rồi lo đối ngoại nữa, và bây giờ là phải lo vấn đề bầu cử. Thì cái việc mà bầu cử này đó, thì chúng ta thấy là ở phía bên đảng Dân Chủ ở tại Hoa Kỳ đây nữa, họ cũng làm bị tố rằng có rất là nhiều các doanh nghiệp mà làm ăn ở sân sau đó là đứng thân với Trung Quốc. Thì tất cả những cái doanh nghiệp ở Hoa Kỳ đó mà có làm ăn hay là có cái lợi ích với cái đất nước Trung Quốc đó, họ cũng rất là ghét ông Trump. Bởi vì bây giờ phải tốn rất là nhiều tiền để mà di dời các cái hãng xưởng ra, hoặc là nếu mà tiếp tục ở lại Trung Quốc thì phải bị đóng thuế rất là nhiều, cái công việc làm ăn có thể là bị trở ngại, và họ lại là cảm thấy rất là bực bội về cái này cái kia cái nọ. Thì đó là cái giới mà gọi là giới tài phiệt, dĩ nhiên là tài phiệt, không phải tất cả tài phiệt đều làm ăn ở Trung Quốc, nhưng mà cái số đông đó họ cảm thấy là nó có rắc rối rồi. Và trong cái chiến dịch mà như thế này đó, thì lá cờ kêu gọi của ông Trump là yêu cầu các cái công ty di dời lần ra khỏi Trung Quốc, để mà tránh đi cái việc mà tập trung quá nhiều trứng vào trong một cái giỏ, hoặc là cái việc mà gọi là thay đổi các cái chuỗi cung ứng, tức là không có gọi là họ tái cơ cấu lại theo kiểu họ bố trí theo kiểu không có lệ thuộc vào Trung Quốc quá. Tuy nhiên thì cái chiến dịch nó cũng diễn ra khá chậm, và nhiều người họ cũng còn trong ngóng thử coi cái chính sách của cái ông tổng thống Trump có đậu lần nữa hay không. Nếu mà ông ta mà tiếp tục ở lại cái Nhà Trắng thì các cái doanh nghiệp đó họ sẽ xúc tiến nhanh hơn để mà di dời. Còn nếu mà ông Trump á mà coi như là không thắng cử, và phía bên đảng Dân Chủ họ thắng cử, thì cái đảng Dân Chủ chúng ta đã biết chắc rồi, 100% là họ sẽ đạp dò trở lại với Trung Quốc. Những cái vấn đề mà hồi trước giờ phạt thuế phạt má thì họ sẽ bỏ hết, họ sẽ trở lại cái việc làm ăn bình thường với Trung Quốc để cho Trung Quốc tiếp tục hưởng lợi nữa, và nước Mỹ chấp nhận là trong cái việc mà thâm thủng mậu dịch rất là cao, họ rất là cao là người dân Mỹ chứ chịu, chứ các cái dân biểu hay là các cái quan chức đó họ đâu có chịu đâu, hay các cái tài phiệt đó họ đâu có chịu đâu, cái túi của họ vẫn bình phình ra, và người dân Hoa Kỳ phải chịu chịu về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ phải chịu đối xử bất công, và họ sẽ lên ngôi, họ sẽ đặt rất là nhiều các hãng xưởng ở Hoa Kỳ, họ sẽ rất là nhiều các cái cơ sở buôn bán tại Hoa Kỳ, và họ cho rằng đó cái nhiều cái quan chức ở bên Trung Quốc á, họ đánh giá cái đất nước Hoa Kỳ theo cái kiểu hết sức là tệ, là cái cách quản lý rất là ngu, cái có thể lợi dụng được với cái suy nghĩ của họ, họ chỉ cần đưa vào cái nước Mỹ á, họ có thể dụ dỗ họ làm này kia cái nọ để họ trục lợi được, và họ chê rất là nhiều về cái dân chủ của Hoa Kỳ. Cái dân chủ gì mà để cho người dân Trung Quốc họ muốn làm gì làm thôi, kể cả những cái đảng viên Trung Quốc hay là những cái người được đào tạo theo cái nghiệp vụ gọi là tình báo của Trung Quốc vẫn có thể hoạt động tại Hoa Kỳ một cách dưới dạng này dạng kia. Thì đó là một cái nước nước là nó rất là yếu rồi, nó không thể giống như Trung Quốc. Trung Quốc á, không bao giờ có cái sinh viên hay là người Trung Quốc mà gốc Mỹ đi, người người Mỹ mà gốc Trung Quốc đi, ở Mỹ nhiều năm về ở Trung Quốc họ cũng không thể nào ứng cử được, không có thể mà chui sâu được, không thể là làm cái vị trí này vị trí kia được, bởi vì họ không vào đảng được, không vào đảng Cộng sản Trung Quốc được, họ không được cơ cấu, họ không được bầu cử, không không được vấn đề này vấn đề kia, thì họ cũng không thể nào mà xâm nhập trở lại cái đất nước Trung Quốc. Do đó là nước Mỹ mà nếu mà muốn có làm tình báo với Trung Quốc cũng rất là khó, bởi vì cái cơ chế đó, cái cơ cấu của họ, và họ cho rằng cái chính sách, cái cách làm đó đó nó là cái ưu việt, và đó là cái điều mà nó nói là cái một con đường hay là một vành đai hay là một gọi là cái chính sách của Trung Quốc nó được truyền bá ra bên ngoài. Mà một khi mà Trung Quốc họ đi tắt đón đầu những cái kinh nghiệm hay là những cái thành quả mà nghiên cứu của phía bên Hoa Kỳ đó, nó phải tốn nhiều khi cả trăm năm mới được cái bệ phóng như thế này, thì bây giờ Trung Quốc họ gọi là họ đi tắt, họ cắt xén, họ đi ăn cắp liền những cái tài sản rất là lớn đó, để rồi họ tiếp tục họ phát triển ra, đến một lúc á
mà Hoa Kỳ họ không tỉnh lại thì Trung Quốc họ thế nào họ cũng phải lên hạng nhất thôi. Họ lên hạng nhất họ sẽ qua mặt Hoa Kỳ, bởi vì với cái dân số, với cái lãnh thổ và với cái điều kiện mà họ có cái sự mà ăn cắp những cái công nghệ mà bậc cao á, thì họ có thua gì Trung ở nước Mỹ mà cũng sản xuất được máy bay, thì Trung Quốc họ cũng sản xuất được máy bay giống như vậy. Nước Mỹ có thể là mở ra được những cái mặt hàng hay là những cái nghiên cứu về không gian hay là về địa chất hay là về vấn đề đủ thứ chuyện, mọi thứ, ngay cả trong cái vũ khí nữa, thì Trung Quốc họ đã cướp đoạt mà họ đã nghiên cứu và họ nắm lấy được, thì họ cũng có một cái sự tương đương. Nói chung hồi xưa đó là có thể nói là từ trên trời với một cái là ở dưới đất, ở dưới vực luôn, nhưng mà bây giờ á cái sự rút ngắn nó phải nó rút ngắn lại rồi. Dĩ nhiên là ở phía Hoa Kỳ họ cũng có bảo mật rất là nhiều những cái vấn đề riêng của họ. Tuy nhiên thì Trung Quốc họ ăn cắp, họ chúng ta biết họ đã đột nhập vào rồi, họ đã xâm nhập rất là nhiều thứ. Một số cái phát hiện thì nói là ô có thằng ăn cắp nó vô chỗ này, nhưng mà những cái chỗ khác đó nhiều khi chưa có phát hiện được họ đã ăn cắp tới đâu và cái sự sở hữu của họ như thế nào, cái đó là mới là cái vấn đề. Và một khi mà Trung Quốc họ đi lên cái vị trí hạt giới rồi đó, thì tất cả các lý luận của chủ nghĩa tư bản hay là các lý luận mà hồi đó giờ nước Mỹ đi rao giảng với thế giới, những cái gọi là công bằng, dân chủ, văn minh, làm ăn minh bạch hay là những cái chỉ số này chỉ số kia nào tào lao thiên địa hết. Bởi vì Trung Quốc họ sẽ hô hào lên những chính sách họ, con đường tơ lụa của họ, con đường cái chính cái mô hình của Tập Cận Bình, cái tư tưởng Tập Cận Bình, khi đó mới là vấn đề. Không khoa học sao được, không khoa học tại sao lên hạng nhất thế giới, không khoa học tại sao nước Trung Quốc sẽ trở thành là trung tâm của vũ trụ, đó mới là cái điều đáng ngại. Các nước khác họ sẽ đi theo, cái đồ tệ hay là những cái người mà gọi mấy cái nước gọi là phò Trung đó, hoặc là họ bị lệ thuộc vào Trung Quốc, họ sẽ đi theo. Và họ đi theo thì khi đó chúng ta sẽ thấy như thế nào đất nước về mặt chính trị đó, có thể nói là nó bị tố cáo nhiều về cái việc gọi là độc tài, quyền của công dân hay là cái gọi là cái nhân quyền các thứ cũng bị tố cáo nữa. Và cái trong cung cách làm ăn có nhiều cái chỉ số hay nói đúng hơn, có những cái cam kết á, mà họ thể mà không bao giờ họ thực hiện, hoặc là họ thực hiện khác đi và họ vi phạm hàng loạt luôn, và không bao giờ có một cái sự công bằng hay là không không bao giờ có một cái sự minh bạch cả. Chúng ta thấy rồi, tất cả các cái thị trường ở tại Hoa Kỳ, các cái doanh nghiệp của Trung Quốc bao nhiêu cái được đưa ra thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ, cái thị trường chứng khoán ở Thượng Hải đi nữa, và cái giá trị của các cái doanh nghiệp của Trung Quốc đưa lên cái thị trường đó, nó bao cao, nó còn thấp hơn rất là nhiều so với cái thị trường chứng khoán ở bên Singapore hay là ngay cả Hồng Kông. Và Hồng Kông á, là cái chỉ số tự do rất là cao, Hoa Kỳ họ đã cho những cái quy chế đặc biệt và các khác họ cũng tôn trọng, cho nên Trung Quốc họ lợi dụng cái Hồng Kông để mà họ đưa các cái doanh nghiệp của họ mà của cái đảng Cộng sản Trung Quốc, hay đúng hơn là doanh nghiệp mà các cái thông tin không bao giờ thật, cái thông tin nó cứ không có đáng tin cậy. Và chính vì không có đáng tin cậy cho nên các cái giá trị mà cổ phiếu ở trên cái thị trường ở ở trong nước của Trung Quốc á, không chỉ là Thượng Hải mà nhiều cái nơi khác nữa cũng không có giá trị, mà phải đưa qua Hồng Kông, họ phải làm bằng mọi cách để họ đưa qua Hồng Kông. Và bây giờ thì Mỹ đã biết cái điều đó, họ cắt luôn Hồng Kông luôn, không có cho Hồng Kông nữa. Và cái điều này đó càng lúc á, mới thấy được rằng cái chính sách của Tổng thống Trump trong cái nội các của Tổng thống Donald Trump ngay thời điểm này là toàn bộ những người đó họ không ưa Trung Quốc, và họ không ưa nhưng mà không phải là họ mơ hồ, họ nghiên cứu và họ viết rất là rõ về Trung Quốc. Thí dụ như có cả những cái người mà họ viết cái cuốn tác giả của cuốn sách gọi là Chết bởi Trung Quốc đó, chúng ta đã đọc cái cuốn sách đó rồi, chúng ta mới thấy được là họ hiểu Trung Quốc còn hơn là những điều mà chúng ta tưởng tượng rồi. Họ rất là hiểu, họ hiểu tới tận đường lối chính sách, đường cái mưu đồ của Trung Quốc, và vì sao Trung Quốc làm như thế này, vì sao làm Trung Quốc làm như thế kia. Và đến lúc rồi bây giờ nước Mỹ phải lật ngược lại theo cái kiểu là chặn đứng các cái tham vọng của Trung Quốc. Nếu mà những cái tham vọng đó mà nó đi lên bằng cái sức mạnh của mình, nó làm giàu mà nó minh bạch đó, nó làm vào gọi là chính đáng đó,
thì được tôn trọng. Còn nó làm giàu theo cái kiểu bất chính, theo cái kiểu lưu manh côn đồ, theo cái kiểu nó ăn cắp ăn trộm thì chắc chắn là không thể nào chấp nhận được rồi. Thì đến thời điểm này đó, ở phía bên đảng Dân Chủ, thậm chí là một số những cái người Việt ở tại Hoa Kỳ đi nữa mà họ theo cái đảng Dân Chủ á, thì họ cũng đi chế nhạo với chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Và cũng có thể là những cái số này là cái số mà họ phò Trung, họ phò Trung chứ không phải là phò Trump, họ phò Trung Quốc, bởi vì nhiều cái lý do, có thể là họ bị mua chuộc, hoặc là họ là bản thân của họ là người gốc Trung Quốc, hay là họ có làm ăn với Trung Quốc và họ muốn hại cái vấn đề của Hoa Kỳ chẳng hạn, hoặc là họ muốn làm thế này thế kia, thì tất cả những cái điều đó chúng ta không biết được. Và vì ủng ghét ông Trump đi, nhưng mà cuối cùng đi ủng hộ Trung Quốc, ủng hộ không biết là họ ủng hộ cái đó là vì lý do gì nữa. Bây giờ quay ngược lại nói là ông Trump là đánh Trung Quốc là đánh võ mồm chứ có đánh quỷ gì đâu. Bây giờ thật ra những ngày kia, bây giờ chúng ta là những cái người bên ngoài, chúng ta khách quan, chúng ta thấy như thế nào, hàng loạt những cái yếu tố, các cái vấn đề được đưa ra từ cái chính sách phạt thuế tăng lên liên tục, rồi phạt thuế là phạt thiệt chứ không phải là phạt giả, và cái động thái xảy ra các cái điểm nóng này điểm nóng kia, đến bây giờ thì trong cái dịch COVID-19 thì cái căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc là gần như không nhìn nhau rồi. Và hôm nay thì trước cái động thái này thì ở Bắc Kinh họ cũng đã ra cái tuyên bố là họ nói rằng họ sẽ trả đũa. Họ sẽ trả đũa, nhưng mà không biết rằng á họ trả đũa như thế nào. Và coi như là họ nói rằng ở phía Mỹ nên rút lại các quyết định đó. Quyết định đó không có đúng đắn, và quyết định đó là không có tôn trọng pháp luật các thứ này kia cái nọ. Tuy nhiên thì họ nói cũng hô hào rằng họ sẽ trả đũa. Và có một số những cái thông tin thì nói rằng ở phía Mỹ á, có thể là họ sẽ trả đũa bằng cách là đóng một cái lãnh sự quán của Mỹ ở tại Trung Quốc, nhưng mà chúng ta cũng chưa biết là cái thành phố nào, và rất có thể là họ sẽ đóng cửa tại cái thành phố Vũ Hán, theo cái kiểu là cái kiểu mà có qua có lại mà trong cái lĩnh vực mà gọi là ngoại giao lúc nào không có thực hiện như thế hết. Theo kiểu là anh đóng tôi một cái tổng lãnh sự, một cái lãnh sự quán thì tôi sẽ đóng anh một cái lãnh sự quán thôi, và tiếp tục cứ 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 như thế hoài. Thí dụ như trước kia trong cái thời tổng thống Obama, chúng ta nhớ cái sự kiện là chính phủ của tổng thống Obama đã đuổi một số những cái nhà ngoại giao của phía bên Nga đó, thì sau đó cũng bị cái trả đũa chẳng hạn. Thì đó là cái điều mà thường xảy ra, theo cái kiểu là người ta chỉ dừng lại mức độ đó thôi, nhưng mà lần này đóng một cái lãnh sự, đóng coi như là lãnh sự quán thì rất là quan trọng. Cái chuyện đó là nó đẩy cái căng thẳng rất là cao và có thể là còn leo thang nữa. Có thể là nhiều khi thực hiện đóng thêm một số những cái lãnh sự, tổng lãnh sự khác ở thành phố khác chẳng hạn, ví dụ như là ở bên New York hay là ở Cali, ở Los Angeles hay là gì đó. Thì tất cả thì chúng ta không biết là thời gian tới sẽ như thế nào. Tuy nhiên thì bây giờ ở Hoa Kỳ vẫn có cái sự tranh luận, và ở góc độ những người mà họ ghét Trung Quốc đó, ví dụ như những người Việt của chúng ta, những người mà bị coi như là họ cảm thấy rằng cái chính sách của đất nước Trung Quốc họ không thích, và nhất là chính sách về bành trướng hay là cái kiểu mà làm ăn gian dối, sản xuất ra những hàng hóa cũng gian manh côn đồ các thứ, thì họ bây giờ là cái lúc mà thực hiện những cái điều gì đó trừng phạt đất nước Trung Quốc họ thích, họ cảm thấy rất là vui. Nhiều người nói với chúng tôi rằng là khi thấy những cái bản tin như thế này họ cảm thấy rất là vui, họ rất là thích, và họ cảm thấy rằng họ tin tưởng vào ông tổng thống Donald Trump và nói rằng ông Trump cần phải làm mạnh hơn nữa, chứ không thể nào mà để Trung Quốc họ qua mặt. Họ qua mặt thì chúng ta phải hiểu được rằng á, với cái cách làm, với cái sự mà lệ thuộc kinh tế hay cái nguyên vật liệu đối với nước Trung Quốc, mỗi năm cái chênh lệch của nó hàng trăm tỷ, hàng 300 400 tỷ, thì không có bao lâu hết trơn, họ tính là chỉ còn khoảng chừng mấy chục năm nữa thôi, 30 năm nữa là cao, là Trung Quốc chắc chắn phải qua Hoa Kỳ. Mặc dù bây giờ họ chỉ mới làm được khoảng chừng 13.000 13.000 mấy trăm tỷ, chưa tới 14.000, nhưng mà gọi đối với nước Mỹ đó là khoảng 23.000 mấy trăm tỷ. Tức là có khoảng cách cũng khoảng 10.000 tỷ đó, là con số rất là lớn. Nhưng mà với cái tốc độ mà để cho Trung Quốc họ gian dối đó, họ làm ăn theo cái kiểu là nó không có công bằng đó, thì chắc chắn là họ sẽ lây theo. Do đó mới có cái chính sách, hay là cái ước mơ của ông Tập Cận Bình, ông nói rằng là
cái năm 2000 tới năm 2025 nó sẽ là một cái bệ phóng. Và sau đó thì Trung Quốc họ muốn là khi mà họ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đất nước Trung Quốc là năm 2049 đó, là Trung Quốc họ sẽ phất cái ngọn cờ rồi, họ đứng ở vị trí cao chót vót của thế giới về cái nền kinh tế. Và chúng ta hiểu là một khi đứng hàng đầu về kinh tế và họ sẽ trùm luôn vấn đề quân sự, và cái tiếng nói của họ là thánh, là thần, là luật pháp. Bây giờ nó chưa phải là hạng nhất thế giới mà chúng ta muốn làm trùm nó. Nói bây giờ cái đường lưỡi bò là của Trung Quốc, bây giờ hắn nói là cái chỗ này là như này, cái đường lối của Trung Quốc, cách làm của Trung Quốc như thế kia, mà họ lập ra rất là nhiều các định chế để mà thu hút các cái nhóm nước này nhóm nước kia để mà lái họ, ép họ đi theo những cái thị trường hay là cái cách làm ăn của họ. Và nếu có quá nhiều những cái sự mà mở rộng, cái sự mà lệ thuộc và để mà Trung Quốc họ điều khiển đó, thì chúng ta thấy là càng lúc Trung Quốc họ càng 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 dữ dằn hơn. Thí dụ như khi các nước họ đi vào các cái định chế kinh tế của các cái khối khác nhau, thí dụ như làm ăn với Mỹ, làm ăn với châu Âu, hay làm ăn với nhiều cái khu vực mà khó tính đó, thì họ nói rằng các cái quy định nó khó khăn hơn, các cái cam kết hay các cái lộ trình để mà thay đổi nó đòi hỏi nó sâu sắc lắm, chứ không phải đơn giản. Nhưng mà khi làm ăn của Trung Quốc họ rất là dễ dàng, thậm chí là họ còn sử dụng rất là nhiều các biện pháp tiêu cực nữa. Chúng ta đã thấy rồi, họ đầu tư bên châu Phi hay là đầu tư ở khu vực Trung Đông chẳng hạn, thì đã phát hiện ra các cái vụ việc là họ lót tay lót chân, họ mua chuộc, họ làm cho hư những cái cán bộ ở những cái nơi đó, họ hư những cái quan chức ở những cái nơi đó, và những cái công trình họ làm thì đội vốn và đạp tay đạp chân và cấu kết với những cái địa phương để mà đưa cái vốn lên. Mới đầu họ chiêu vụ dụ là đưa cho vay tiền để mà mở rộng cái này, xây dựng cái kia các thứ, nhưng mà cuối cùng rồi những có rất là nhiều những cái công trình không có hiệu quả gì hết. Họ đẩy dần dần, đó là cái bẫy, gọi là cái bẫy nợ, và họ dụ dỗ rồi họ ép buộc, họ sử dụng cái quyền lực mềm, cái thế lực mềm đó, cái sức mạnh mềm đó, rồi họ đe dọa, họ làm đủ thứ chuyện hết để cho các nước họ lệ thuộc. Trong khi mà làm ăn với cái khối mà gọi là tự do đó, cái khối mà ví dụ như châu Âu hay là Hoa Kỳ, nó rất là khó đi vào các cái hiệp định gì, hay là hiệp định kinh tế thì phải như thế này, phải như thế kia, phải đủ thứ chuyện hết. Nội mà về cái chất lượng hàng hóa không cũng đã kiểm định nó rất là cực rồi, về cái tất cả các cái quan hệ làm ăn gì nữa, về cái thủ tục đi nữa, là cái gì 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 nó cũng khác hết. Nó có một cái nhu cầu mà nó rất là cao, nó có một cái đòi hỏi rất là cao, và khi mà làm ăn với họ họ rất là sợ, giống như một những cái người mà đi vào những cái khu vực mà nó tôn nghiêm, nó minh bạch, nó rõ ràng đó, thì họ có cái sự gò bó hơn và họ phải đứng đắn hơn. Tuy nhiên thì bước vào cái nhà của Trung Quốc á, thì họ dễ dãi hơn. Thì nhiều cái chính quyền hay là nhiều cái nơi á, mà người ta gọi là thích cái kiểu mà phóng khoáng, hay thích cái kiểu mà độc tài để dễ dàng đưa ra các cái gì cũng được hết, không sao hết, thì họ thích làm ăn ở Trung Quốc hơn. Và nếu như mà Trung Quốc họ bảo bọc đủ đó, bảo bọc được đó, thì họ sẵn sàng theo. Đã có rồi, có nhiều nước họ đi theo. Nhưng mà ngược lại thực tế có nhiều nước đi theo rồi vậy cảm thấy rằng đó nó không thực sự như vậy. Trung Quốc họ nói thì nhiều nhưng mà họ rất là thâm độc. Thí dụ như trong trường hợp của Philippines, Philippines thì cũng đã có một vụ kiện đối với Trung Quốc về cái đảo Scarborough. Tuy nhiên sau này đó, khi mà họ bị Trung Quốc họ ép quá và họ nghĩ rằng là Mỹ không có cứu giúp được được họ quay sang ủng hộ Trung Quốc. Và Trung Quốc họ hứa hẹn rằng họ sẽ mua hàng của Philippines, rồi họ sẽ đầu tư Philippines như thế này, cái họ làm đủ thứ chuyện hết. Thì Philippines dễ dàng đi nghe theo và ủng hộ Trung Quốc. Tuy nhiên khoảng chừng một năm nay thì bắt đầu Philippines đã nhìn nhận lại rồi và thấy rằng Trung Quốc không phải như thế. Và cái tham vọng của Trung Quốc còn muốn lấy luôn những cái biển đảo, lấy luôn những cái khu vực gọi là quyền chủ quyền mà ở phía bên Philippines họ tuyên bố. Đó là cái khu vực gọi Biển Đông, trong cái đường chính đoạn đó có liên quan với Trung Quốc. Và Trung Quốc năm nay là cái năm mà Trung Quốc họ tuyên bố cái sự quyết liệt nhất. Nếu mà cái thằng em ruột, cái thằng mà gọi là mà đồng minh đi nữa, thì Trung Quốc tại sao phải làm như thế? Do đó là cái dã tâm của cái Trung Quốc á, không bao giờ á, nó thay đổi được. Cái sự bành trướng của nó lúc nào ta không thấy được hết.
những cái nước ở trong cái khu vực đó giống như là Việt Nam đi nữa. Việt Nam thì có một cái lịch sử đối đầu với Trung Quốc rất là dữ dằn rồi, hàng ngàn năm chứ không phải ít, và cái thời kỳ cận đại đi nữa cũng đã có hai cái cuộc chiến, một cái cuộc chiến năm 1979 và một cái cuộc chiến nhỏ hơn nữa ở trên biển. Đó không phải là cuộc chiến mà đó là một sự tàn sát của Trung Quốc bắn thẳng vào những cái người công binh của Việt Nam đứng trên cái biển đảo Gạc Ma. Thì đối với những người dân của Việt Nam họ có một sự căm thù. Bây giờ làm ăn của Trung Quốc đó là một nước rất lớn và đó là một nơi cung cấp hàng hóa cho thế giới, là mình cái sự phát triển đi lên thì bắt buộc Việt Nam phải làm ăn, bắt buộc Việt Nam cần phải ổn định cái biên giới, ổn định cái khu vực, cho nên bắt buộc phải quan hệ thôi. Nhưng mà đối với cái hồ sơ Biển Đông thì chúng ta thấy là rõ ràng là Trung Quốc là kẻ thù. Trung Quốc họ lúc nào họ có ép, không thể nào nói là hai bên bàn bạc với nhau để rồi giải quyết các bất đồng hay là quản lý các cái tranh chấp hay là quản lý các cái sự mà hành vi này kia nọ, không có. Nói là nói góc độ ngoại giao như thế thôi, chứ họ lúc nào họ cũng 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 muốn ép người ta, họ muốn ép Việt Nam, họ ép các nước. Và bây giờ đó thì cái sự mà trừng phạt của Trung Quốc á, của nước Mỹ đó, nó có phải là cái giả dối hay không, hay là nó chỉ là để cho vui thôi? Thì chúng ta thấy là nếu như mà nói rằng nó giả dối đó, nó không có đáng để mà Trung Quốc họ lo đó, thì họ đã không phải xử lý như thế, họ đã không cố gắng họ tung ra những cái chiêu khác nữa, những cái chiêu rất là độc. Ví dụ như trong cái mùa Covid-19 này chúng ta thấy là Trung Quốc họ đã tranh thủ các cái định chế của Liên Hiệp Quốc, ngay cả cái tổ chức gọi là Y tế Thế giới đi nữa, thông tin đâu có đúng gì đâu, rồi các cái thuốc men họ trị cái gì họ cũng không bao giờ họ nói hết, và để cho thế giới bây giờ họ lây lan tùm lum hết. Những cái người dân của Trung Quốc đó trong cái thời điểm mà gọi là dịch bệnh đó đã được đi ra nước ngoài như thế nào, và những họ đi như thế họ có lây lan hay không, và sau khi mà có cái đại dịch rồi thì Trung Quốc là cái nơi cung cấp hàng hóa cho thế giới, trong đó là những cái mặt hàng thiết yếu như là trong cái vấn đề y tế đi, như về khẩu trang, về máy móc, về cái này kia nọ, thì họ có, họ đun ra rất là nhỏ giọt theo kiểu họ khống chế lại, họ lấy rằng cái sức mạnh đó muốn khống chế những cái nước này nước kia, họ muốn lấy cái đó họ chơi lại nước nước Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ với cái tiềm năng, với cái khả năng xây sở rất là nhanh, bởi vì các cái hãng xưởng của Hoa Kỳ họ chuyển cái mục đích rất là dễ dàng trong một thời gian rất là ngắn thôi, các cái khẩu trang hay là các cái máy thở đi nữa chẳng những sản xuất đủ cho Hoa Kỳ mà xuất khẩu cho các nước khác, thậm chí là ông Trump đi đâu cũng hứa cho nước này nước kia, đi qua bên Indonesia hứa là cho Indonesia mấy chục cái, qua Việt Nam cũng hứa gửi cái tin nhắn coi như là tiếp xúc với ông Nguyễn Xuân Phúc thì cũng hứa là sẽ cho Việt Nam, gọi điện thoại với ông Phúc cũng hứa là cho, và nhiều nơi khác nữa. Thì bây giờ nước Mỹ có toan thật hay không? Nước Mỹ không bao giờ toan hết, tức nghĩa là cái mặc dù là cái số liệu nó có thể là gia tăng số liệu người nhiễm như thế này, nhưng mà số liệu người chết nó lại rất là ít. Nước Mỹ vẫn đang kiểm soát được, người dân Hoa Kỳ họ không còn sợ với cái sự đe dọa, cái sự hù dọa về các con Covid-19 nữa. Và chúng ta thấy là cái sự đặt hàng một số hai cái hãng mà lớn nhất á, để mà gọi là có thành tích nhất trong cái việc mà nghiên cứu cái Covid-19 này về cái vaccine, thì đã cho thấy rằng là cái vaccine đã hình thành rồi. Và có thể là trong cuối tháng 8 này, tức là đầu tháng 9 á, sẽ có những cái liều vaccine đầu tiên. Thì cái điều đó là còn cái gì nữa, nước Mỹ lúc nào cũng để đi đầu hết. Chúng ta không phải là ca ngợi Hoa Kỳ, mà cái đó là cái điều mà Hoa Kỳ họ muốn nói rằng họ là cái nền kinh tế lớn nhất và họ phải là cái người lãnh đạo thế giới, không phải là lãnh đạo mà phải dẫn đầu thế giới trong nhiều cái lĩnh vực, trong đó là được khoa học, lĩnh vực về không phải là giống như mà nói là cái cảnh sát thế giới được không đúng, nhưng mà thật ra trong nhiều cái hồ sơ, trong nhiều cái vấn đề Hoa Kỳ phải có tiếng nói, và tiếng nói nó phải giữ được cái lề lối. Mà nếu như Hoa Kỳ mà từ bỏ đi hoặc là để cho Trung Quốc thay thế cái vị trí đó thì chúng ta sẽ hiểu như thế nào. Một cái anh mà tổ trưởng thôi mà ổng là như nước Mỹ bây giờ, là mình nói nó sen đầm, mình nói nó đế quốc, mình nói nó như thế này kia, nhưng mà mình thế nó bằng một cái thằng bành trướng của Trung Quốc, một cái anh nhân dân tệ rất là điểu cán, rất là lưu manh, và anh ta có thể sử dụng rất là nhiều các cái chiêu trò, thậm chí là sai pháp luật luôn, thậm chí ăn cắp ăn trộm, thậm chí đủ thứ chuyện hết, thì cái đạo lý nó nằm ở chỗ nào và nó sẽ dẫn dắt cái con người á, nó đi vào đâu.
chúng ta ở trong một cái khu vực hay ngay cả trong cái vấn đề mình chỗ mình đi làm thôi, hoặc là trong cái lớp học của mình thôi, mình có mong muốn để đưa những cái thành phần như thế không, những cái thành phần đã có những cái thành tích rất là xấu rồi để mà nó lên nó lãnh đạo mình, hướng dẫn mình, nó phải chỉ đạo mình làm này kia, nhưng mà nó thể hiện cái sức mạnh cơ bắp, cái sức mạnh mà cái kiểu nó thể hiện những cái quyền uy á, cái cách nó rất là cơ học á, mình có chịu đựng được hay không, nhất là những người có học, những người hiểu biết, những người tôn sùng những cái giá trị đạo đức của thế giới, những cái vấn đề đã được khẳng định rồi. Thì người Mỹ bây giờ họ họ tỉnh lại, họ không chịu. Trước đây họ còn mơ mơ màng màng, họ nghĩ à Trung Quốc là cũng đâu có gì đâu, nó xa xôi rồi, nó là bây giờ nó sản xuất cho Mỹ mà, nó bán cho Mỹ rồi, đâu có gì đâu, những cái thành việc làm đó nước Mỹ không cần. Nó chỉ là thay vì làm gối gấu bông hay là làm mai giá thiêu thùa hoặc là làm khẩu trang rồi, nó đâu bao nhiêu tiền đâu, họ dẹp đi, đem qua Trung Quốc họ làm, hoặc là làm pháo bông, làm áo quần gì đó để thời trang cho Hoa Kỳ trong những cái thời điểm này thời điểm kia, không cần thiết. Bây giờ ở Hoa Kỳ 1 giờ làm việc nó 10 mấy 20 đồng, làm sao mà mướn nổi những cái công nhân để đây làm như thế thì một cái áo nó lên quá cao không được, thôi để cho Trung Quốc họ làm. Nhưng mà cuối cùng rồi những cái vô cùng bé đó đó mà nó vô cùng, những cái vô cùng bé là vô cùng to, và nước Mỹ càng lúc mới đầu đặt hàng với Trung Quốc là mở hãng sửa Trung Quốc, một cái hai cái ba cái rồi mở, biết thấy là mở thêm mở thêm mở thêm, và những cái doanh nghiệp phụ trợ đều nằm ở Trung Quốc hết, cho nên những cái doanh nghiệp mới muốn có sáng tạo ra cái gì đi nữa cũng muốn đặt ở Trung Quốc. Thì những cái cam kết á, mà để mà bảo vệ các cái sở hữu trí tuệ á, thật ra Hoa Kỳ có cái quy định, có cái luật pháp là không có được xuất khẩu ra bên ngoài những cái dây chuyền sản xuất hay là những cái gọi là cái bí mật á, trong cái vấn đề mà kể cả kinh tế cũng không được, kể cả cái kinh doanh cũng không còn. Nhưng mà cuối cùng rồi thì sao, họ vẫn tìm cái cách này cách khác, họ đột nhập vào, họ đưa người vào, họ làm đủ thứ chuyện hết, và họ đã cướp được những cái điều đó. Thì cái sự mà tố cáo của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ hay là ngay cả cái bộ coi như là bộ tư pháp của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rõ ràng, có lẽ là họ sẽ có chứng cứ vài bữa nữa chúng ta nghe nhiều hơn nữa về những cái thông tin này thông tin kia, và những cái thông tin này nếu mà đánh thẳng vào cái quan hệ của Trung Quốc với Hoa Kỳ thì chúng ta hiểu được cái hậu quả của nó cũng rất là nặng nề. Thì người ta đặt ra cái vấn đề là Trung Quốc với Mỹ có đi đến của cái kiểu là chiến tranh với nhau hay không, hoặc là có là cắt đứt các cái quan hệ theo cái kiểu là không chơi cái gì nữa đó, thì chắc chắn là không rồi. Bởi vì dù sao đi nữa thì cái sự lệ thuộc của Hoa Kỳ vào đất nước Trung Quốc trong cái lĩnh vực gọi là nguyên vật liệu đã quá sâu, bây giờ mới là cái thời điểm để mà bắt đầu khắc phục cái điều đó thôi. Thì những cái hãng xưởng đã bắt đầu chuyển dần, nhưng mà không phải là ồ ạt, không phải là nhiều. Các anh mà to đầu đó làm ăn lợi thế rất là nhiều ở Trung Quốc, họ vẫn ở đó. Thí dụ như là Walmart, Walmart đã quá lớn sâu ở Trung Quốc rồi. Ngay cả Amazon, Amazon thậm chí nói chuyện có lợi cho Trung Quốc. Ngay cả Tesla cũng sản xuất rất là nhiều bán ở Trung Quốc. Ngay cả iPhone, cái Apple đó cũng sản xuất rất là nhiều. Mặc dù là bây giờ họ có đem cái iPod ra khỏi cái nước Trung Quốc để mà sản xuất tại Việt Nam, hoặc là họ mở một vài cái nơi khác như bên Ấn Độ, nhưng mà nó vẫn chưa phải nhiều. Và thị trường Ấn Độ với Trung Quốc vẫn là cái thị trường mà thu hút. Cho nên là những cái anh to đầu ở bên đất nước Hoa Kỳ đó, họ vẫn còn làm ăn và lệ thuộc của Trung Quốc. Kể cả các cái mạng viễn thông đi nữa. Ví dụ như Facebook hay là những cái mạng Google hay là Yahoo các thứ này kia đó, chúng ta thấy rõ ràng rồi. Họ cũng lệ thuộc vào Trung Quốc, họ họ chỉ mon men họ muốn làm ăn ở Trung Quốc thôi, họ cũng đang bị Trung Quốc dụ dỗ các thứ này kia nọ. Trong cái thời điểm mà đang tranh cử như thế này, ông Tổng thống Donald Trump, các bạn hay là những cái người mà họ đưa ra những cái thông tin gì đã quay phim hay là livestream hay là cái gì đó mà nhiều khi nó đụng chạm đến cái đảng Dân Chủ chẳng hạn, rất có thể là cái livestream đó nó ở trên Facebook đó, bị đóng. Ngay cả YouTube cũng vậy. Thì như vậy thì ở Hoa Kỳ họ có dân chủ hay không? Có kiểm duyệt các cái thông tin hay không? Người ta nói là Trung Quốc hay là ngay cả Việt Nam đi nữa thì có những cái bộ hay là những cái ban tư tưởng văn hóa gì đó, là bộ văn hóa thông tin gì đó,
để mà kiểm tra rồi thậm chí là bóp nghẹt các tiếng nói người kia nọ. Nhưng mà thực tế ở Hoa Kỳ thì họ không có những cái bộ như thế. Mà ở đây đó thì ví dụ như ở Facebook hay là ở YouTube thì họ là cái doanh nghiệp, và cái doanh nghiệp đó họ có những quy định riêng, họ có cái luật chơi. Bây giờ tôi làm một cái sản phẩm, tôi có cái luật chơi riêng, tôi cho các anh xài miễn phí thì mấy anh xài theo cái luật, tôi không thích xài thì đi biến mất vậy thôi. Mình có ghét cao lắm mình làm như thế thôi, mình không thể mình kiện nữa. Tại sao ra cái luật như thế này, tại sao không cho tôi post bài, tại sao không cho tôi comment, hay là tại sao không cho tôi này, tại sao cái tôi làm livestream tự nhiên cắt của tôi đi thưa đi, họ đi hầu. Thì rõ ràng bây giờ tạo ra cái làn sóng là nhiều người Hoa Kỳ họ rất là bực, họ thấy rõ cái ý đồ hết. Thí dụ như là những cái tờ báo này tờ báo kia gọi là thiên tả thiên hữu đó, những cái điều mà quảng cáo có lợi trong không trong họ không giờ không đăng, họ không đăng, mà thậm chí là những cái gì mà chửi bới hay những cái tin xấu họ đăng rất là nhanh. Nó không công bằng đâu, nó rất là loạn. Thế có kiểu là họ chia phe với nhau đánh. Tuy nhiên chúng ta cũng rất là cảm ơn, bởi vì trong cái thời đại thông tin như hiện nay á thì rất là khó để mà giấu những cái thông tin đằng kia kia, những cái điều có thể là những cái tiếng nói nó bộc phát thôi, nhưng mà nó có đầy đủ cái sự chứng cứ, có đầy đủ các cái cơ sở thì người ta vẫn lan tỏa và họ vẫn chia sẻ với nhau. Do đó là nó được soi rọi ở rất là nhiều thứ. Thì trở lại cái vấn đề của phía bên lãnh sự Trung Quốc đó, thì chúng ta thấy là cái nước Trung Quốc là cái nước rất là lớn, cái quân sự cũng rất là lớn nữa, mà nước Mỹ thực hiện các biện pháp này phải nói là rất quyết liệt, mà chúng ta nghĩ là cũng không khó để mà rút lại lắm. Không, trong cái việc mà yêu cầu đóng cửa đó có lẽ là tạm thời, nhưng mà cái tạm thời chúng ta thấy cũng đâu có thời hạn đâu, không có nói rằng là đóng cửa trong vòng bao nhiêu ngày hay là mấy tuần hay là như thế nào, mà chỉ nói là trong 72 giờ đồng hồ đó là phải đóng cửa. Và có lẽ là trong 1 2 ngày tới chúng ta cũng thấy điều tương tự đối với cái tòa đại lãnh sự tổng lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại Vũ Hán chẳng hạn. Thì chúng ta tiếp tục theo dõi thôi, cái quan hệ Việt coi như là Trung Quốc với Hoa Kỳ tiếp tục là căng thẳng, và nó sẽ căng thẳng rất là nhiều. Và nhiều người cũng đặt cái vấn đề là giữa cái sự căng thẳng này thì Việt Nam sẽ như thế nào. Việt Nam tức là giống như là mình nhận định là Nhật Pháp bắn nhau rồi, cái cách hành xử của chúng ta là như thế nào, chúng ta ở Việt Nam sẽ có lợi hay không có lợi, thì đó là một cái đề tài khác và chúng ta sẽ trở lại trong một cái chương trình khác. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin kính chào.